Thưa sư, khi con pha nước mắm chay để cúng dường chư tăng thì có được bỏ tỏi ngũ vị tân vào không? Các sư thuộc hệ phái Nam Tông có kiêng kỵ tỏi trong bữa ăn không sư? Con thấy nhiều người cũng thắc mắc cái này, nhưng con với mọi người Google toàn ra các video các thầy Bắc Tông rồi, chưa thấy sư có trả lời về cái vấn đề này. Thưa với quý vị đó, cái ngũ vị tân là xuất phát từ bên Bà La Môn. Đây là một cái sự kiện lịch sử, cho nên là chúng ta không có cái gì để chúng ta phải che giấu nhau hết. Bất kỳ ai có lòng tìm kiếm đều có thể tìm ra cái thông tin này. Nó xuất phát từ bên Bà La Môn, cho nên là Phật giáo Nguyên Thủy không có khái niệm ngũ vị tân. Còn về tỏi đó, thì đây lại là một vấn đề đặc biệt, là bởi vì trong tạng luật, Đức Thế Tôn có quy định là vị tỷ kheo không có bệnh thì không được dùng tỏi. Cái vấn đề ở đây không phải là dính tới ngũ vị tân, mà vấn đề ở đây là như thế này nè. Nguyên nhân Đức Thế Tôn chế ra cái điều học này đó là do có một vị tỷ kheo khi mà ăn tỏi đó, miệng vị này bị hôi, cho nên là vị này không có dám nói pháp và cũng không có dám đi đến cái nơi để nghe pháp. Và Đức Thế Tôn khiển trách là chỉ vì cái miệng mà bị hôi mùi tỏi như vậy đó mà nó cản trở ông trong cái việc học pháp và hành pháp. Từ đó Đức Thế Tôn có ra quy định là vị tỷ kheo không bị bệnh thì không có được dùng tỏi. Còn nếu như mà bị bệnh á, thì được dùng.